cho Đội Xanh chia sẻ những cảm xúc của bọn em khi mà tham gia trò chơi team building này. Có 3 giá trị cốt lõi mà em được nhận ra cho 3 phần chính của trò chơi ngày hôm nay. Thứ nhất là khi mà chọn được một vị thủ lĩnh. Thực ra là khi mọi người có thể để ý là trong team của bọn em khi chọn ra là có anh Đạt. Thì anh Đạt tuy không phải là người xuất sắc nhất trong tất cả mọi người, nhưng anh ấy đã nhận được cái sự tin tưởng của mọi người. Và thực sự là mọi người rất là tin tưởng anh ấy trong cả cái quá trình làm chơi. Đấy chính rằng là thể hiện là cái sự yêu mến, cái sự tôn trọng của mọi nhân viên trong công ty đối với lãnh đạo của công ty mình. Mặc dù người đấy chưa chắc đã phải là người giỏi nhất. Thứ hai, ở trong phần thi tập nhảy, mọi người có thể thấy là anh Đạt không phải là người nhảy giỏi cho công ty em. Thế nhưng mà mọi người ở dưới đều nhảy rất đều. Cái đấy nó thể hiện một triết lý là gì? Follow the leader, but do the better. Tức là chúng ta theo giám đốc của mình, thế nhưng mà chúng ta còn làm giỏi hơn cả giám đốc. Chính vì thế sẽ là chiến thắng. Thế cùng ở sau cuối phần thi tiếp theo, thì chúng ta có thể thấy những cái bài học chúng ta rút ra là gì? Thứ nhất, đó là sự kiên trì và nhẫn lại, sự khéo léo trong mỗi phần thi hết sức quan trọng, trong công việc cũng thế. Thứ hai, đó là sự đồng lòng gắn kết của từng thành viên trong tập thể, và sự đồng lòng đấy nó sẽ được nhân rộng lên. Mọi người có cảm thấy là trong 4 phần thi đầu tiên là chỉ là một thành viên tham gia thôi, sau đó đến 2 thành viên, sau đến 4 thành viên, sau đến 6 thành viên, đó là cái sự gắn kết của cả tập thể. Mỗi một cái trò chơi nó sẽ là cái sự nhân rộng, cái sự đồng lòng của mọi người tiếp theo. Đấy là 3 phần mà em có thể rút ra. Tuy nhiên em cũng chia sẻ một chút, đó là cái mà công ty của em nhận được qua phần team building này, nó không chỉ là những cái giá trị đấy. Thực ra là mọi người đều biết rằng là trước khi tham gia cái trò chơi team building này, là nhân trong công ty của chúng tôi là có rất nhiều nhân viên mới, và các bạn chưa thực sự là hòa đồng cùng cả công ty, hoặc thậm chí là trước khi đi tham gia chương trình này là nhiều bạn có ý định là không muốn tham gia. Tuy nhiên là em thấy rằng là sau cái phần thi team building này, tất cả mọi người ở trong Vietstarmark thì sẽ trở thành một khối thống nhất, và tất cả mọi người nhân viên cũ cũng như nhân viên mới, mọi người kiểu đồng lòng với nhau, mà chắc chắn là tất cả các bạn đều cảm thấy là cái cuộc đi chơi ngày hôm nay là không bao giờ là các bạn cảm thấy là phí hoài, và cảm thấy là thực sự là mình vui vì mình đã enjoy vào cái cuộc team building ngày hôm nay của cả công ty. Yeah!